Rồi, đầu tiên đó các em vào trong một dưới đề, các em sáng tạo cho thầy một cái thư mục họ và tên, xong mã đề. Nghĩa là bắt đầu ổn đề. Giả sử các em sáng tạo cho thầy một thư mục là Nguyễn Văn C, như vậy. Giả sử. Tại vì thầy dạy lớp này thì ghi được Nguyễn Văn A, lớp kia lớp B, C rồi. Giờ lớp là Nguyễn Văn C. Rồi, ở trong đây nè, các em nhìn vô đề, các em sáng tạo cho thầy những cái thư mục này. À. Hả? Nhấn chuột phải đúng không em? Biết tạo cái thứ một không? Đó, chọn vô. Đánh này vào. Rồi. Trong thứ một này mình là nhìn vô đề, mình sẽ tạo những thứ một này. Thầy đang chỉ lại từ đầu tại vì không biết là lớp chúng ta có nhiều khi có nhiều bạn chưa biết tạo thứ một thì sao. À, lên này thầy chỉ mất nghĩa là cái đề đầu tiên đa số là thầy sẽ chỉ kỹ ha. Con thầy đang quay chưa? Rồi đang quay rồi ha. Thầy làm hoàn chỉnh cho các em một đề luôn để các em coi, các em bắt chước, nhưng mà ở mức gợi ý thôi chứ không có chỉ chi tiết đâu nha. Rồi việc mà tạo đi thi mình có cái để copy mày không? Không nha, đi thi là phải giấy nha các em nhớ nha. À, ở đây thầy copy qua nhanh để cho thầy chỉ cho nhanh, không cần theo thứ tự đâu, thư mục nó tự động nó tạo, nó sắp xếp nha các em. À, mà là đầu tiên mình sẽ tạo ngay thư mục giống như vậy được chưa? Rồi tiếp theo nè. Đây, tiền tám tập tinh có cái phần mở dọc là TST. Các em ghi cho thầy nè, mấy mốt mà đi thi á, người ta có nói là phần mở dọc hay là phần đuôi hay là phần kiểu đều là một luôn nha. Phần đuôi hay là phần kiểu hay là cái phần mở dọc này giống như là một, thì các em để ý như vậy nè. Khi đi thi á, các em tìm thì các em lít vô ổ C, các em tìm lít vô ổ C tìm nha các em. À, thì các em bấm vào ngay đây nè. À, thầy nhấp nháy đây là các em hiểu là đang lít vào đây. Giả sử tập tin chấm tt là các em đánh sao chấm tst. Đó. Ý là như vậy nè các em hiểu dấu sao này á, các em đi cho thầy nè. Dấu sao là biểu tượng cho một chuỗi bất kỳ. Một chuỗi bất kỳ nha. Thì một tập tin á các em nó sẽ gồm hai phần là phần tên và phần kiểu. À, một tập tin gồm hai phần, phần tên phần kiểu. Được chưa các em? Rồi, thì các em nhớ là như vậy nào, thầy ghi như vậy á, ghi dấu sao như vậy, ý là tên tùy ý các em. Nhớ nha, ghi dấu sao nghĩa là phần trước và phần tên á là tên tùy ý. Dấu sao nghĩa là tên tùy ý. Còn cái kiểu chính là gì? TST. Rồi, người ta kêu là có kích thước nhỏ hơn 30 kg thì các em bấm khoảng cách gian như vậy nè. Hoặc là các em như vậy là các em để ý các em nhìn số ký đây nè. Nhỏ hơn bằng 30 kg thì các em nhìn như này các em biết luôn nè. À, còn mấy món mà mà học chính lại á, nghĩa là sau khi mình thi chứng chỉ xong thì sẽ chỉ chi tiết những cái này cho các em. Còn bây giờ là thi chứng chỉ mình sẽ làm nhanh gọn lại thôi, theo đề thôi. Nhớ nha, sau khi quay lại thì sẽ chỉ chi tiết hơn. Cái này là thầy mình đang luyện đề nha. À, nếu mà bạn nào mà thi chứng chỉ xong mà không học tiếp á, thì mất nhiều kiến thức lắm. Rồi, ở đây cái thầy sẽ chọn nè. Các em nhìn nè, thầy sẽ giữ phím Ctrl, thầy sẽ chọn 5 cái, 8 cái. Đừng nhớ đừng có chọn trùng tên nha các em. À, thầy bấm đây thầy dừng nè. Thầy chọn 1, 2, 3, nhớ ở đây trùng tên đừng có chọn trùng. À, xuống đây nè. Giữ phím Ctrl nha. 4. À, đây, ở đây trùng rồi nè. 5. 6. 7.
rồi rồi nghĩa là đừng có chọn trùng tên. Rồi mình chọn xong mình nhấn chuột phải vào những cái này, mình chọn copy, có biết này không em, copy không, hoặc là bấm phím gì các em, Ctrl C đúng không, copy lọc đề nè, người ta kêu mình copy vào đâu nè, kỹ năng giải quyết vấn đề ha, à kỹ năng lắng nghe quên, thì đây các em bấm vào đây nè, các em vào cái này nè, nhấn chuột phải dán được chưa, hình như thiếu cái 1 2 3 4 có 7 cái à ha. Rồi thôi tí chúng ta tự tìm được không ha. Rồi tiếp tục nè, thôi tí chúng ta tự tìm thêm nha. Đặt thuộc tính ảnh cho thư mục sáng tạo công việc, thì ở đây các em ghi lại các tập thuộc tính ảnh nè, các em nhấn chuột phải ghi ghi nha, nhấn chuột phải vào cái thư mục đó, các em sẽ chọn property, rồi khi mà các em chọn như vậy nè, các em để ý ở đây nè, nếu mà thuộc tính chị đọc là chọn cái này, còn thuộc tính ảnh là chọn cái dưới, nhớ nha, chị đọc là read only thế nha, còn ảnh là dưới đây. Ok, các em thấy bị mất không, bị mất cái thư mục đó không em, đó bốn hiện thì thư mục ảnh á, thì các em ghi này luôn, các em vào view nè, các em nhìn nè, thấy cái này đây không, mình chọn cái này nè, các em thấy hiện lại không, là làm bài nè, vào view nè, đánh dấu vô cái này, được chưa các em, rồi tiếp tục nha, hãy coi đề nè, nén một cái thư mục, thì các em lưu ý là các em muốn nén một cái thư mục nè, các em sẽ nhấn chuột phải vào thư mục đó, nhấn chuột phải vào thư mục đó, tập trung, các em sẽ chọn cái này nè. Rồi, ở đây là các em lưu ý là các em sẽ chọn nến vào cái đuôi gì, các em nó chọn đây nè các em. Bị mất hả? Rồi. À, mấy bạn ở phía dưới còn thấy màn hình không? Rồi, phải quay tiếp nha. Muốn nén thư mục thì sao? Nhấn chuột phải chọn gì? Chọn chỗ này đúng không? Rồi, thì đây mình muốn là đuôi gì? Các em nhìn vô đề là yêu cầu đuôi gì? Zip đúng không? Và tên này nè. À, thì các em sẽ đánh cái tên này vào đây. Đánh vào đây nha các em. À, nếu mà các em muốn đặt mật khẩu thì các em chọn ở đây nè. Không, nó bị lỗi mất, sao không thấy chuột á, thầy đang để như vậy, ý là các em hiểu là thầy lít từ đây, nhưng mà ở đây thầy không có lít từ đây đâu nha, ở đây đài này không yêu cầu nha, nhớ nha, mình chỉ nhập vào đây thôi, thế ok, đó, các em thấy ở đây nến rồi nè, thấy không em? Thank you.
Rồi, các em thấy là ném như vậy nè. Rồi bây giờ các em sẽ làm cho thầy cái bài đề này nha. Thầy